Đó, cái thuyền giáp ở đây. Hello, xin chào mọi người, welcome back to Its Brian World nha. Ngày hôm nay là một ngày Brian sẽ dẫn mọi người đi khám phá bên New York nữa. Cái khu vực ngay đây Brian đang đứng là khu vực cũng là thuộc về Brooklyn. Nó ngay là downtown Brooklyn hay là gọi là Dumbo. Thì cũng gần ngay Park Slope là khu vực đó. Mà ngay đây mọi người phải xem, ngay đây là chỗ họ đậu như là mấy cái thuyền yacht lại đồ là ngay đây. Với lại nó có cái công viên cũng gần phía bên của Brian bên tay trái ngay đây, thì mình sẽ đi bộ ngay đây khám phá cái chỗ này cho mọi người ngày hôm nay. Xong rồi tí nữa mình sẽ lên cái thuyền, xong rồi maybe không biết nữa mình có đi qua bên cái chỗ mà gọi là Governors Island đó. Nếu mình đi qua đó mình sẽ quay phim ở bên đó cho mọi người khám phá bên đó luôn. Và bây giờ thì mình sẽ đi bộ ở bên phía này cho mọi người coi bên đây nó giống như thế nào nha, Brooklyn thế nào. Ok, thôi mình đi, let's go. Nè mọi người nhìn thấy chưa, ngay đây là cái chỗ mà họ đậu du thuyền đồ, mấy cái các loại thuyền mà giống như yacht, thuyền lớn, thuyền nhỏ đều là ngay đây. Sau một cái nữa ngay cái khu vực này á, nếu mà mọi người muốn mà giống như tập mà chèo mà giống như nó gọi là yacht boat á, ở đây nó cũng có giống như lớp dạy học về cái đó luôn. Lúc kia Brian có hỏi qua sơ là như là nếu mình học một khóa như vậy là bao nhiêu á, cũng không phải là mắc lắm đâu mọi người, nó cũng dễ lắm, nó cũng cỡ khoảng mấy ngàn thôi à, không phải là như là mình suy nghĩ là mắc ơi mắc. Mà cái thuyền á, để Brian chỉ cho mọi người coi nha. Đó, cái thuyền yacht ngay đây là mọi người, cái thuyền đó là cái thuyền mà giống như để họ tập để giống như chèo thuyền ở bên đây, thì cái đó là cái thuyền đó. Thì một khóa Brian nhớ Brian hỏi là cỡ khoảng mấy trăm đô à, không có mắc bao nhiêu hết, mấy trăm để mình học một khóa để đi thuyền, xong rồi họ cũng cho mình mượn mấy cái thuyền như vậy để đi ra ngoài khơi luôn. Công nhận bên đây á, Brian đi coi giống như đi bộ ở đây cũng thoải mái lắm, tại vì họ có mấy cái bench ở ngoài đây, xong rồi có mấy người họ đi kiểu là barbecue, những gia đình ra, xong rồi ngồi ở ngoài đây coi chợ du thuyền, với lại cái phong cảnh đường ở đây là number one, không còn cái nào nữa để chê nữa. Giờ ngày hôm nay mình sẽ vui chơi lại nhau, đi khám phá bên đây nha mọi người. Giờ bên đây thì là cái khu vực họ có một cái sân giống như sân đá banh, hay là sân mình chơi mấy cái các loại sport là bên phía bên này. Đó, còn bên đây là có trò chơi cho mấy đứa nít để chơi, thì mình sẽ ngừng đây chút xíu cho mấy đứa nhỏ mà nó chơi ở bên đây nè. Đó, công nhận đó mọi người, bên đây thiệt là có nhiều giống như là phong cảnh để cho mình khám phá. Bên cái khu vực bên đây là bên Brooklyn Dumbo, nó bự lắm, nó không phải là chỉ mỗi bên phía bên này mà nó nằm bên phía bên tay phải của Brian, bên kia còn nhiều lắm, đi bộ xong rồi công viên đồ các loại rồi, rất là đẹp bên đây. Thì ai mà có dịp thì tới chỗ này vui chơi với lại gia đình hay là đi khám phá. Tại cái phong cảnh á, nói thiệt á, mình đứng bên phía bên này á, oh wow, đang có cái helicopter đẹp ơi đẹp luôn, nó bự ơi là bự luôn mọi người. Không biết mọi người thấy cái helicopter không? Helicopter rồi nó đẹp ơi là đẹp luôn, nó bự ơi là bự luôn. Trở lại Brian nói đang coi cái hàng helicopter bên kia, mà helicopter nó có hai cái cánh mà nó quay bên trên như vậy nè, hai cánh Trời ơi, là khóc rồi, nó bự dã man luôn. Mà thôi mình trở lại cái bên đây á, như vậy nói là phía này á, Brooklyn á, thật sự á, mình qua bên phía này, mình vui chơi bên đây á, mình ngó qua bên Manhattan nó mới là cực kỳ đẹp. Tại vì bên đây mình mới nhìn thấy được cái thành phố New York nó như thế nào, cái phong cảnh nó đẹp lắm. Thì mọi người mà tới đây á, mình nhìn thấy được du thuyền, xong mình chơi với lại gia đình mình đây, barbecue hay là gì thì các loại đều được hết. Thôi mình tiếp tục khám phá nha mọi người. Ủa, mấy đứa nhỏ đang làm gì nè? Đó, ngay đây nó đang đu. Trời ơi, thằng boy của Brian nó đang đu rồi mọi người. Cô chú ơi, Isabella, Olivia đâu rồi? Đang đu như khỉ nè. Chase say hi. Isabella. Dạ mình muốn chia sẻ gì không nè? Hả? Khu này làm sao? Đẹp không? Có mấy người gác rồi, mấy người mà phụ á. Ừ, đúng. Bên đây nhìn cũng là quá là safe. Cho mấy đứa nít chơi. Hello Bella. Ở bên đây, ngay đây nó có cái chỗ bán cà lem nè, mấy cái này gần đây cho ăn cà lem. Is it good Olivia? Nhấm nhấm. Bella, is it good? I guess. You guess? What do you mean you guess? Did you taste it? Yes, I tasted it when you were gone. Oh wow. Chase. I even have rainbow ice cream. Oh yeah. So nice, huh? Bên đây phong cảnh đẹp, ngồi ăn cà lem nữa. Còn gì bằng? Còn gì bằng nữa ha. Hello mọi người, mình bây giờ đang đứng ngay cảng, cái chỗ ngay phía sau của Brian là cái chỗ thuyền mình sẽ đi qua cái đảo gọi là Governors Island. Một cái vé lên đó người lớn thôi, con nít đó, dưới 12 tuổi hay dưới 6 tuổi gì đó là không cần phải trả, chỉ có người lớn thôi, mà họ tính là rất là rẻ, chỉ có 4 đồng một vé thôi. Thì tổng cộng hai người lớn, vợ mình lại mình chỉ có là 8 đô à. Này, đi lên cái thuyền đó, đi qua một cái đảo gọi là Governors Island. Thì cái đảo đó là giống như là chỉ là một cái đảo họ vui chơi, cũng phong cảnh rồi gì ở bên đó, xong rồi cũng có nhà hàng. Thì mình sẽ ngày hôm nay, Brian cũng lâu lắm rồi chưa qua bên đó, thì ngày hôm nay mình đi cùng lại nhau, đi khám phá bên đó coi họ có gì trên đó nha. Bây giờ mình sẽ chờ cái thuyền nó sắp sẽ tới rồi. Thường thường cái thuyền này mỗi nửa tiếng hay là mỗi nửa tiếng, mỗi 15 phút là nó có một cái thuyền, cũng nhanh lẹ lắm. Thôi mình sửa soạn xong lên thuyền mình sẽ cho mọi người xem nữa. Giờ mọi người sẵn mình đang đứng đây chờ nè. Vợ mình ngày nào cũng phải bồng thằng bôi nó kiểu vậy đó. Vợ mình chia sẻ làm sao? Có chiêu nào để bồng nó lâu dài như vậy? Tập tạ. Đúng rồi, sáng bagel phải không? Bagel với ăn cho nó no nê. Rồi dạ, bagel bơ. Ra đi bộ không tập tạ. Cái hàng này nó không bao giờ mà tha cho vợ mình á. Trời ơi. Nè, để đưa nó xuống đi. Đó, nó đu giống vậy đó. Nó đu vậy. Đó, nó đu rồi. Chase, con đi xuống rồi. Đi xuống đây. Ok. Trời ơi, đứng rồi nè. Đứng rồi này, không phải bà lòng. Wow. Đại ca đó. Ok mọi người, mình đã lên được thuyền nè. Cái thuyền này sẽ chở mình qua bên Governors Island. Thì chắc mình đi lên đầu thuyền hay là mình lên băng thuyền, gọi băng thuyền. Mình sẽ lên đó mình khám phá cho mọi người xem nha. Cái phong cảnh chút xíu mà ngồi nghỉ mệt. Giờ Brian sẽ dẫn mọi người đi lên băng thuyền ha. Đó. Cái này là cái sau đuôi của cái thuyền. Sau đây mà mình đứng lên lầu á, mình lên cái chỗ ngay trên đây. Đó. Brian có mấy đứa nít thì mình để nó bên dưới, mà cái này là ở bên phía bên trên nè. Đó, ai muốn lên đây thì lên đây ngồi cũng coi phong cảnh đẹp lắm. mình ngó ra trời, thuyền họ sẽ đi. Mình sẽ đi qua bên cái Island Governor nha. Rồi, cái này là một cái quick tour của cái thuyền nó như vậy thôi, nó chỉ đơn giản rồi, có mấy cái ghế cho mình ngồi băng thuyền. Tại vì cái thuyền này chỉ là 4 đô rồi mọi người, 4 đô người, quá là dễ đối lại New York. Thôi bây giờ mình ngồi xuống. Mọi người, mình đang đưa mấy đứa này trèo về Việt Nam luôn nè. Chào cô chú Việt Nam nha. Bây giờ mình sẽ lái thuyền về Việt Nam luôn. Chào mọi người, mình đã tới Governors Island. Thì bên đây Brian đang mới xuống cái thuyền thì mình nhìn thấy họ cũng có hotel ở đây. Mình không biết là hotel nào, tại lâu quá Brian chưa tới đây. Mà thì cái đảo, một cái đảo nhỏ ngay trong trung tâm New York, thiệt là thú vị. Cái đảo này là không biết tại sao, chắc ngày xưa là một cái đảo mà Governor thì bởi vậy họ mới đặt tên là Governors Island đó. Thì tới đây thì tham quan thôi, xong rồi để mình coi có gì đặc biệt ha. Giờ ở bên đây họ có nguyên cái tường này là một cái map của cái đảo đó, cả đảo này nè. Đó, cái này là cái map của cái Governors Island ngay đây. Giờ Brian muốn chia sẻ, Brian mới đọc xong cái lý lịch của cái Governors Island này. Thì họ nói là cái đảo này là ngày xưa là của giống như là một cái người Dutch settlement, là cái người mà nhóm bên châu Âu á, thì là nhóm của mà gọi là Dutch. Xong rồi họ đã settle ở trên cái đảo này, xong rồi biến thành cái đảo mà từ 1689 á, là cái đảo này là declare của British Royal Governor, bởi vậy nó đề tên là Governors Island. Mà sau đây á, từ 1794 cho tới 1996 á, là cái đảo này đã declare của giống như là cho người military của United, giống như New York military với lại Coast Guard. Thì đó, thì cái này là họ, xong rồi sau đây mấy đời tổng thống họ đã declare cái chỗ này biến thành giống như là kiểu mà vừa là cho người public với lại vừa là cho New York. Thì bây giờ họ mới có hotel với lại mấy cái public area cho mình tới đây xem. Không ơi, ngày xưa là không ai tới được, public không có tới được, mà bây giờ mình tới xem khám phá được. Đó, cái đó lý lịch của cái này nè mọi người. Xem đi, suy nghĩ đi, cái căn nhà giống như vậy mà đã gần mấy trăm năm rồi đó. Mấy cái nhà này là ngày xưa là của mấy người Governor của British đó. Wow. Ở ngay đây thì họ bán đồ ăn nè mọi người, ngoài trời giống như là một cái fair, với lại bán đồ ăn uống trên đây. Wow, mọi người thấy chưa, cái nhà này ngày xưa là mấy người mà royalty của British ở trong đây nè. Bự ha, vĩ đại chưa. Ngày xưa cũng lính của ở trong đây nữa. Qua bên đây mà hó mấy trò chơi cho mấy đứa nít nè, leo cây, leo đồ, mày thấy chưa. Thú vị không? Cây nhìn thấy giống như là leo trong mấy cái rừng riết kiểu vậy. building show của Brian là hơn 200 năm rồi. Wow, vĩ đại ha mọi người, rất là đẹp. Mình lên đây mình thử đồ của giống như là Caribbean nè mọi người. Cái này là barbecue chicken, mac and cheese với lại popular là cornbread. Mời đại gia đình nha, mình thử mac and cheese. Brian phải nói, người mà Southern đó, người mà ở dưới bên Mỹ, giống như là người châu Phi mà ở bên Southern đó, họ làm mac and cheese rất là ngon, rất là ngon. Mình like it, yeah. Gà nè, một miếng gà con, barbecue chicken. Mùi gì em? Ai mà khoái barbecue. Ngon, ngon. Hay là mình đói bụng quá, mình đi bộ nãy giờ đói quá, cái đảo này nhìn thấy nhỏ vậy mà nữa. Nhiều đồ ăn. Cực kỳ lớn. Mà ở trên đây cũng nhiều giống như là mấy cái vendor đồ ăn đồ ở ngoài đây. Thì mình ngồi đây mình hưởng thụ về không khí tươi mát bên đây. Rồi mình muốn ăn cái gì mình ăn trên đây nữa. Bán giống như là kiểu mà mấy cái vendor ở trên cái đảo này. Hay. Dạ mời đại gia đình, bây giờ mình ăn đồ món khác bên khu vực cái nhà hàng gà, cái nhà hàng hay là cái quầy gọi là Eva. Có các loại đồ biển nè, tôm nè. Đấy nè, đã chưa? Ăn ngoài đây nè mọi người, rất là đẹp. Ngoài đây lên cái này là cái tôm này nha. Tôm chiêu. Giống như là mấy món đồ Mỹ. Ngon. French fry khỏi nói rồi. Tuyệt vời. Bên đây các loại món ăn mình thử được. Nếu mà ai có bụng để thử hết, mà Brian nghĩ là mấy món này cũng là đẹp, ngon mà phong cảnh quá tuyệt. Ăn cũng được. Thôi, thôi Brian sẽ dừng một bữa chút xíu, xong mình sẽ đi khám phá nữa nha. Mọi người, Brian muốn cho mọi người chia sẻ mọi người là ở ngay đây là cái restroom nè. Mấy cái xe này nè, ai muốn đi thì đi vô đó vậy đó. Mọi người ơi, mình mới đi Bella, watch out the bicycle. Okay, Olivia, come on. Come here, Olivia. Mới dựng mấy đứa này đi tiểu mọi người. Ở trong cái restroom đó cũng actually sạch sẽ lắm. Giống như là cái restroom nó không phải giống như là cái restroom mà Brian tưởng tượng, là giống như là cái restroom mà mọi người biết không, giống như cái restroom mà đứng nó vô trong đó nó không có sạch sẽ. Mà cái restroom này họ có nước đồ ấy rồi sẵn sàng ở trong cái chỗ đó, cũng khá là được. Thì mình chia sẻ cho mọi người biết về cái đó luôn. Thôi mình đi về lại ăn tiếp tục. Watch out. Giờ mọi người mình thử cái này là giống như là Jamaican beef patty người ta gọi. Này á, nhắc nhở Brian giống như là cho Brian nhớ lại ngày xưa lúc mà mình còn tuổi thơ, vẫn còn đang đi học. Cái này đa số ngày xưa Brian mua cái này nó rẻ lắm, mà ở đây một cái này á không biết bao nhiêu nữa, mà giá tiền gần $3 mà chỉ có mấy món này. Thưa Brian nhớ Brian mua cái này rẻ lắm, có $1.50 bây giờ mắc mà ngon. Này có bên ngoài đó. Cái này họ làm hơi dày chút. Và em biết có chỗ trên thành phố làm cái này cực kỳ ngon. Cái da nó mỏng, Mà cũng ngon. Mời anh em. Ôi giời mọi người ơi. Ôi dạ mình nè. Dạ mình trốn nó đâu rồi dạ. Trốn ra là trời bế thằng cu. Thằng này nó không chịu đi xuống. Kỳ nó quá trời luôn. Mà không chịu cho Brian bỏng nữa chứ. Mà mình mới ăn xong, rất là no. Mình cũng phải đi về lại cái thuyền, không ơi là nó sắp sửa tối rồi. Mình cảm ơn mọi người đã xem video tới cái khúc này. Thì Brian chưa khám phá được hết cái đảo này đâu. Chắc mình phải làm thêm một cái video khác mà khám phá cái đảo này nữa. Tại vì nó còn nhiều ở phía đằng sau nữa. Giống như là mình coi được cái phong cảnh mà của mà nữ thần tự do là gọi Statue of Liberty ở bên New York cũng ngay phía đằng sau đây mà chưa đi tới được. Và cái đảo này mình tưởng là nó nhỏ nhỏ thôi mà thật sự nó cũng là khá là lớn. Thì mình chỉ chia sẻ mọi người một cái chỗ phong cảnh này tham quan. Nếu mà ai tới New York thì tới chỗ gọi là Governors Island, cũng một cái chỗ địa điểm cũng thú vị để tham quan. Ok, thì hy vọng mọi người thích video clip này. Thì Brian cứ nói mọi người thì cho Brian thumbs up, like, share, subscribe. Thì until next time mọi người. See ya. Peace. Rồi mọi người ơi, mình phải chạy lên thuyền bây giờ, nhanh lên, thuyền đang tới rồi. Ôi rồi nó thuyền nó bỏ nó đi rồi. Trời, mình đã chạy chuyến thuyền. Rồi tối nay là ngủ đây rồi. Bây giờ phải tìm góc nào để ngủ nè. Bye bye.